một miệng là phạm luật đó nha. Bên kia thủ miệng kia. Trời đây nè, ông hút. Đây là cái nồi tà phớ ngon nhất trong cuộc đời em. Đấy hả? Và đây cũng là nồi tà phớ cay đắng nhất cuộc đời ba bạn này. Bây giờ hãy cử một người có khả năng quảnh tù xì đỉnh cao ra để đấu với đội bên kia. Em đi, anh Liêu. Anh luôn thua. Rồi, ok. Tự tin lên. Rồi, anh tin vào em. 3, 2, vô. 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 Thắng. Rồi, bây giờ về lại với cũ. Hên xui nha. Anh 1, anh Giang hay 2 3 4 5 6. Trước khi chọn tôi nghe một thông thoảng. Hên xui à, anh Giang anh hay bầu lắm. Không, anh Giang anh hay là giống như là thắng thua anh cũng quyết định đó thấy không? Bây giờ đội bạn được quyết định chọn 3 vật cho đội của mình. Anh nghĩ là em nên chọn cái ống hút trước. Ống hút không? Chứ cái này cũng thổi nè đúng không? Cái này cũng thổi nè. Từ 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 từ. Em bình tĩnh. Ông hút đi, ông hút. Rồi. Ông hút. Nó. Ủa cuối cùng em không có chọn ông hút hả? Rồi, ba vật còn lại. Cái này ngon. Bắt buộc mình phải chọn. Ừ, mình lấy rồi. Bây giờ, ấy anh thổi để mình đưa cái gì đi đó. Đưa hoa nhài từ điểm đầu về vạch đích. Hãy dùng cái vật dụng mình đã có để đẩy hoa nhài về cuối con đường và rơi vào hai cái thúng đựng phía trước. Ok. Trong một thời gian nhất định là 3 phút, đội nào đưa được hoa nhài về thùng đó. Ồ, vậy cái này đẩy thôi. Về thúng đó nhiều hơn sẽ chiến thắng. Lưu ý không được đụng vào hoa nhài dưới bất kỳ hình thức nào. Sau khi hoa nhài đã ở đây thì đụng dùng tay để xuống được. 3 phút bắt đầu. Thổi đi. Đổi dụng cụ cho cái người thổi mạnh hơn đi. Quỳnh Anh nó thổi nổi không? Em thổi đó. Ừ đó đúng rồi đó. Chơi nó đi. Đúng rồi. Để từng chút này. Vì tính chất quan trọng của trò chơi này, đội nào sai luật lập tức thua. Rồi làm từng chút. Còn nữa nữa. Rồi mạnh lên, nữa bự lên. Ra đó. Thổi bự lên, đẩy đi chứ đi. Cái này không tối rồi. Anh chỉ đùa thôi. Từ đại quý ơi. Anh chưa biết. Rồi cứ đẩy qua đây đi. Cứ đẩy ở giữa. Em đặt gì nó bay ra ngoài hết xem. Thổi lên đi rồi em vào tới. Đúng rồi, đúng rồi. Hơi ra hết đi đã. Hơi ra hết đi rồi thổi khác. Rồi. Quỳnh Anh ơi, bên này nè, bên này nè. Ở dưới này nè, dưới này nè. Đẩy này nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đẩy lên cái đỉnh. Đúng rồi. Đẩy lên đi. Kiên trì không? Thổi từng bông luôn. Đó. Đúng rồi. Đám này là thua luôn. Cái này cẩn thận. Không bị được hả? Còn miệng luôn nha. Miệng luôn. Thổi miệng là phạm luật đó nha. Ủa? Bên kia thủ miệng kia. Trời ơi, đây nè, ông hút. Bởi vì anh kêu để cho từ. Mười, anh Linh. Tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Đây, cái của bên Sam trước nha. 59. Phẩy 9. Phẩy 6. Phẩy 7, phẩy 6. Phẩy 7, phẩy 6 gram. 59,6 gram. Rồi, bên Quỳnh Anh ha. Dạ. 73 gram. Tức là hơn mười mấy gram. Đúng không? Đội mình chắc chắn thắng. Còn chờ đợi gì nữa? Mời bước vào đại diện. Go! Chí Thiện. Dạ. Em có thể đồ gấp cho hai người bạn của em mỗi người một miếng xôi trước đi được không? Được. Để em. Này, để em giúp luôn. Em cầm mà mùi hôm nó bốc lên làm em run quá. Đó, bẻ. Chưa
gì thấy nước miếng chảy á. Cái đùi. Oh no, đừng làm vậy trước mặt em. Được. Đây. Rồi ăn thôi đúng không anh? No. Hả chưa? Where my sauce? Người đâu? Sốt. Beautiful. Đây, nước sốt gì đây? À đây. À. Kéo giùm bao tay á, ở không chị? Tham người ta. Trời, vừa làm gì ăn mà có người hầu phục vụ. Ngại ghê. À. Anh Hiện. Hả? Chết rồi. Gọi tên em rồi. Hả? Nó biết nhau lâu lắm giờ nó gọi tên anh. Chưa bao giờ nó gọi em anh Hiện chưa á. Em mới coi mấy người giấy số ngoài đường tôi gọi thôi. Thôi được rồi, ok. Để anh ăn anh tả cho em. Thôi được mà. Đâu bớt nước miếng đi em. Con có biết vì sao mà riêng cái set này chú nói là mỗi người về hai chén không? Hai chén lớn một chén nhỏ không? Tại vì cái chén này mình ăn gà xong rồi thì mình lấy cái chén này mình ăn tôm. And I put some bập chấm bột trường à. Beautiful nè. Ít cho đũa ha. Đậu ôm. Đậu ôm. Ngò ôm. Anh đập trộn vô quá. Đây. Hoa. Vô thường. Nước này chắc nó chua chua đúng không? Em cũng đang có nước chua chua trong miệng mà em hỏi chưa? Nước chua lắm. Cái nước này nó ngọt như cái lùi á. Rồi vô. Vô quất thôi. Đây tôi sẽ thử một cái nước. Để coi cái mùi chua của cái hoa này nó ra như thế nào. Mạnh mẽ lên chị. Nó chua hoàn toàn khác chanh, khác lá giang và khác me. Chua nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, đậm đà nhưng không ngấy. Nói chung chua này là chua của những người chiến thắng. Còn cái chua của những người mà chua cay trong lòng là chua chát hoàn chanh. Đây. Chết rồi, cái món này món Sam nó khoái lắm nè. Món ngọt nè anh. Anh giả bộ anh cho Sam cắn miếng được không? Vì trong câu này có mùi chua nhẹ thanh là vì sao? Hoa vô thường đấy. Đừng đùa. Con nha. Bình thường con không thích ăn rau câu lắm nhưng mà cái rau câu này là có vị. Trời ơi. Trời ơi. Anh ơi tiếc quá. Làm cho thoát được. Làm cho thoát được. Đây, cái gì không ăn cứ bỏ qua này cho tụi em. Thôi khỏi đi mấy đứa. Trời ơi. Ngày xưa là xin mấy cô tổ hủ là cái nước này đớp nè. Sao vậy? Nước nó ngọt. Ừ. Mà đặc biệt tàu hủ là không có được múc dày nha. Cứ mỏng nhiều lớp lên. Đây. Đó. Xong bây giờ nè. Bây giờ mình phải chụm lại nha. Bốn cái chụm lại nè. Đó. Bỏ vô. Khi nãy múc lên là chụm lại nè. Buông ra nè. Anh múc lên là chụm lại nè. 2, 3. Vô. Vô. Bớt diễn tả được không? Nè. Lên 2, 3, 1. Vô. Trời ơi. Chưa ăn còn tổng này nữa. Excuse me. Này, vô này 2, 3, vô. Nước dừa. Nước cốt dừa đúng không? Ôi. Đậm quá. Trời ơi. Đây là cái nồi tà phở ngon nhất trong cuộc đời em. Đấy hả? Và đây cũng là nồi tà phở cay đắng nhất cuộc đời ba bạn này. Nó mịn. Cái nhàn ngon quá. Cái hũ nó rất là mịn luôn á. Ngon. Một cục anh nhìn nó. Hoa nhài thơm nè. Nhài hoa nhài thơm quá. Hoa nhài thơm, thơm phức mà thơm mùi rất là nhẹ. Nó giống như dòng sông mà chảy đều. Đó, còn đây là thác đổ trong lòng.